sư, con hay bị mất ngủ, liệu thiền có thể giúp con ngủ tốt hơn không? Thầy sư có cách nào không? Liệu ngủ tốt có giúp thiền tốt hơn không? Vì con mất ngủ nên thiền không hiệu quả và thường bị mệt mỏi, nhức đầu, lò ra. Thưa quý vị đó, cái việc hành thiền bản thân nó là một cái phương pháp giúp cho tâm của quý vị nó trở nên định tĩnh và nó sáng suốt hơn. Cho nên là có rất nhiều những cái đề mục, đặc biệt là những đề mục liên quan tới màu trắng và ánh sáng, như là Kasina trắng hoặc là ánh sáng, đề mục ánh sáng. Thì cái người thực hành cái đề mục đó đó, họ sẽ bị mất ngủ, bởi vì nó đối trị trực tiếp với hôn trầm. Sư có biết một cái anh Phật tử, ảnh bị một cái sư tạm gọi là một cái bệnh đi, là ảnh rất hay ngủ gục một cách mất kiểm soát, và sư đề nghị ảnh ấy thực hành được một Kasina trắng. Và khi mà ảnh thực hành được một Kasina trắng thì cái sự buồn ngủ một cách mất kiểm soát đó nó được cải thiện một cách rõ rệt đấy. Và thậm chí đó, có nhiều người đó họ hành thiền trong một thời gian đầu tiên, khi mà nó cái tâm nó tương đối mạnh đi, thì họ bị mất ngủ. Cho nên quý vị hỏi thiền có giúp ngủ tốt hơn hay không thì coi chừng. Nhưng mà như thế này, khi mà quý vị cái tâm quý vị định ở một cái tầng bậc nó thâm sâu hơn ấy, thì cái tâm của chúng ta nó vào một cái trạng thái, vào một cái trạng thái tương đối là thư giãn, và nó sẽ bù lại cái sự mất ngủ. Sư lấy ví dụ như nếu như một ngày quý vị ngủ 8 tiếng, mà bây giờ quý vị ngủ 6 tiếng, nhưng nếu như quý vị hành thiền 4 tiếng để bù vào 2 tiếng mất ngủ đó, thì quý vị sẽ không rất là khỏe, quý vị sẽ không có cảm thấy mệt mỏi. Mà đương nhiên thì cái gì nó cũng cần có thời gian để mình nó thích nghi, chứ không phải là mình nói được cái rực là mình làm được liền đâu. Đó là cái thứ nhất. Đó là gì? Khi mà quý vị hành thiền ấy, mà nếu như quý vị có sự hành thiện miên mật thì cái sự mất ngủ nó không có đáng sợ. Còn một vấn đề nữa, đó là có một số đề mục thiền nó sẽ giúp quý vị ngủ ngon. Có. Đó là đề mục gì? Đề mục từ tâm. Bởi vì một đặc điểm của cái phước báu của đề mục tâm từ ấy, đó là nó giúp cho cái người hành thiền tâm từ ngủ ngon, không có bị ác mộng, và khi tỉnh dậy thì nó không có bị mệt mỏi. Và nếu như quý vị có sự hành thiền tâm từ thì quý vị sẽ cảm thấy rằng khi quý vị rải tâm từ ấy, sư tạm ví von thôi, cái dây thần kinh của chúng ta đi, nó bớt căng thẳng. Ví dụ như khi mà quý vị mất ngủ ấy, thường thì cái thần kinh của chúng ta, cái đầu óc chúng ta nó sẽ căng, nó căng như dây đàn vậy đó. Nhưng mà khi quý vị rải tâm từ ấy thì quý vị sẽ có cái sự cảm nhận là nó chùng xuống, tức là nó bớt căng thẳng, giống như nó là một cái dòng nước mát mà nó chăm sóc cái thần kinh của mình, và mình sẽ trở nên là mình thả lỏng hơn. Và kinh nghiệm của sư là khi sư hành thiền tâm từ ấy, sư hành thiền rải cho 10 hướng và rải cho các cái loại chúng sanh, thì thường thường ha, khi mà sư hành thiền tâm từ như vậy đó, rải chưa hết 10 hướng, chưa hết 10 hướng là đã ngủ rồi. Khi mà leo lên giường ngủ ấy,
tức là một cái thủ tục trước khi đi ngủ là rải tâm tư, thì chưa rải hết 10 hướng là đã ngủ rồi. Tức là nó xoa dịu cái dây thần kinh của mình và mình sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Thêm một vấn đề nữa đó là dù cho quý vị vẫn không ngủ được, tức là cái việc rải tâm từ đó quý vị vẫn không ngủ được thì nó cũng không có mệt. Tức là giả sử như quý vị thức trọn một đêm để quý vị rải tâm từ thì quý vị cũng sẽ không có mệt. Bởi vì đó cái thần kinh của quý vị nó giống như là nó vào một cái trạng thái là nó được ôn dưỡng. Nó được bồi bổ, nó được ôn dưỡng, cho nên ngay cả khi chúng ta vẫn không ngủ được thì nó vẫn không có ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của chúng ta, và sáng ngày hôm sau thì mình vẫn có thể mình sinh hoạt bình thường. Thành ra đó, về cái vấn đề mất ngủ thì phải xem coi là chúng ta lựa chọn cái phương pháp hành thiền nào nó phù hợp.